Đến lúc này thì vẫn chưa có một lời khẳng định chính xác nguyên nhân rạn nứt mối quan hệ giữa Jose Mourinho và các học trò của mình. Nhưng khi ông không thể điều khiển được các đôi chân của họ chơi theo ý mình nữa, thì ông đã phải đợi ban lãnh đạo của đội bóng phải lựa chọn. Chọn huấn luyện viên hay chọn các cầu thủ? Và câu trả lời thì đã rõ ràng. 7 tháng vừa qua quả là một quãng thời gian khó khăn đối với Jose Mourinho. Lần đầu tiên chiến lược gia người Bồ Nha phải dùng từ phản bội để miêu tả những gì mà các học trò của mình đã làm. Chúng ta hãy cùng điểm lại những hình ảnh đáng quên nhất của Jose Mourinho ở mùa giải năm nay. Chelsea bắt đầu mùa bóng bằng trận thua với Arsenal ở siêu cúp nước Anh, thua tâm phục khẩu phục. Cuối trận, Mourinho bắt tay tất cả các cầu thủ Arsenal nhưng lại làm ngơ Arsène Wenger. Sau đó, Mourinho ném kỷ niệm chương lên cho một fan trẻ Arsenal với lý do tôi không muốn giữ những thứ của kẻ thua cuộc. Khởi đầu mùa giải mới, Chelsea để hòa Swansea 2-2. Những phút cuối trận, Mourinho to tiếng với bác sĩ Eva Carneiro vì cô này chạy vào sân chăm sóc cho Aza. Sau trận đấu, Eva bị giáng chức, còn Mourinho lý giải nguyên nhân. Nếu Eva đưa Hazard ra chăm sóc, chúng tôi sẽ chỉ còn 8 người khỏe mạnh trên sân và không chống đỡ được. Tôi thấy Hazard hoàn toàn có thể đá tiếp, nhưng Eva đã chạy vào sân một cách rất thiếu suy nghĩ. Các trọng tài có vẻ như là những người Mourinho thích chỉ trích nhất. Đỉnh điểm là khi ông bị đuổi lên khán đài trong hiệp 2 trận đấu với West Ham với lý do ông cố gắng lao vào phòng của các trọng tài trong quãng thời gian nghỉ giữa trận. Thêm hàng loạt những trận thua, những án phạt, trận đấu cuối cùng của Mourinho là một kết quả đáng quên. Chelsea thua Leicester 1-2. Đây là thất bại thứ 9 của Chelsea ở giải ngoại hạng. Mourinho tuyên bố mình đã bị phản bội bởi các cầu thủ. Ít ngày sau, Mourinho bị sa thải sau cuộc họp của ban lãnh đạo câu lạc bộ. Và hình ảnh đáng nhớ nhất chắc chắn là bài phỏng vấn mang đậm phong cách của người đặc biệt. Nothing to say about the game at all. Nothing to say about the Lucas decision that left him on the pitch. Nothing to say. I have nothing to say. The Costa clash. I have nothing to say. I'm so sorry. I have nothing to say. You did say before this game that you weren't worried. Are you a little bit more worried now? No.